Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức cơ bản địa lý lớp 10 nhằm giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đề số 2. Câu 1. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, nhiệt độ sẽ giảm A. 0,06 độ C. B. 0,6 độ C. C. 1,6 độ C. D1 độ C. Chọn đáp án B. 0,6 độ C. Câu 2, khi trong lục địa hình thành áp cao, ngoài đại dương hình thành áp thấp, gió từ lục địa thổi ra đại dương gọi là loại gió gì? A. gió mùa mùa hạ. B. gió biển. C. gió mùa mùa đông. D. gió đất. Chọn đáp án C. gió mùa mùa đông. Câu 3, hãy tính độ cao của đỉnh núi, đơn vị mét. Biết rằng Bên sườn A của núi có gió từ biển mang không khí ẩm từ biển thổi đến, gây mưa. Gió này vượt qua đỉnh núi, khi qua sườn B của núi trở nên nóng khô. Nhiệt độ dưới chân núi thuộc sườn A là 25 độ C và dưới chân núi thuộc sườn B là 45 độ C. A. 6.000 m B. 4.000 m C. 5.000 m D. 3.000 m Chọn đáp án C. 5.000 m Câu 4. Sóng thần là A. Sóng xuất hiện bất thần. B. Do mẹ thiên nhiên nổi giận. C. Sóng cao dữ dội, khoảng 20 đến 40 m. D. Sóng do các thần linh tạo ra theo quan điểm của một số tôn giáo. Chọn đáp án C. Sóng cao dữ dội, khoảng 20 đến 40 m. Câu 5. Toàn bộ các loại thực vật khác nhau sinh sống trên một vùng rộng lớn được gọi là A. Hệ thực vật. B. Nguồn nước. C. Thảm thực vật. D. rừng. Chọn đáp án C. Thảm thực vật Câu 6. Sự phân bố thực vật và đất theo độ cao chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố A. Nhiệt độ và áp suất không khí B. Nhiệt độ và độ ẩm không khí C. Độ ẩm không khí và áp suất không khí D. Nhiệt độ và thời gian chiều sáng Chọn đáp án B. Nhiệt độ và độ ẩm không khí Câu 7. Giải hội tụ nhiệt đới hình thành từ hai khối khí A. Trí tuyến hải dương và xích đạo B. Trí tuyến lục địa và xích đạo C. xích đạo ở Bắc và Nam bán cầu. D. Trí tuyến Hải Dương và trí tuyến lục địa. Chọn đáp án C. Xích đạo ở Bắc và Nam bán cầu. Câu 8. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác? A. Gió thường xuất phát từ các áp cao. B. Các đai khí áp phân bố liên tục theo các đường vị tuyến. C. Trên trái đất có 7 đai khí áp chính. D. Hai đai áp cao được ngăn cách với nhau bởi một đai áp thấp. Chọn đáp án B. Các đai khí áp phân bố liên tục theo các đường vị tuyến. Câu 9, do mất hết hơi ẩm ở sườn đón gió, qua bên sườn khuất gió, không khí trở nên khô và cứ xuống 100 m, nhiệt độ lại tăng. A. 1 độ C. B. 0,4 độ C. C. 0,8 độ C. D. 0,6 độ C. Chọn đáp án A. 1 độ C. Câu 10, không khí nằm hai bên của front có sự khác biệt cơ bản về A. tốc độ di chuyển. B. độ dày. C. thành phần không khí. D. Tính chất vật lý. Chọn đáp án D. Tính chất vật lý. Câu 11. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác? A. Các khối khí được chia thành kiểu lục địa và hải dương là dựa vào các đặc tính về nhiệt độ của nó. B. Khối khí xích đạo chỉ có kiểu hải dương do tỷ lệ diện tích lục địa ở khu vực xích đạo rất ít. C. Các khối khí có sự phân bố theo vĩ độ tương đối rõ. D. Mỗi bán cầu trên trái đất có 4 khối khí chính. Chọn đáp án A. Các khối khí được chia thành kiểu lục địa và hải dương là dựa vào các đặc tính về nhiệt độ của nó. Câu 12, from khí quyển là A mặt tiếp xúc của hai khối khí có nguồn gốc khác nhau. B mặt tiếp xúc giữa một khối khí hải dương với một khối khí lục địa. C mặt tiếp xúc với mặt đất của một khối khí. D mặt tiếp xúc giữa hai khối không khí ở vùng ngoại tuyến. Chọn đáp án A. Mặt tiếp xúc của hai khối khí có nguồn gốc khác nhau. Câu 13. Khi nhiệt độ tăng sẽ dẫn đến khí áp. A tăng lên. B chỉ giảm khi nhiệt độ tăng lên chưa đạt đến 30 độ C. C không tăng, không giảm. D giảm đi. Chọn đáp án D, giảm đi. Câu 14, câu nào dưới đây không chính xác? A nguyên nhân chủ yếu của sóng biển và sóng bậc đầu là gió. B sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. C nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng thần là do động đất dưới đáy biển. D sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều nằm ngang. Chọn đáp án D. Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều nằm ngang. Câu 15. Theo quy ước, người ta chia bề mặt trái đất thành bao nhiêu múi giờ? A. 12 múi giờ B. 16 múi giờ C. 20 múi giờ D. 24 múi giờ Chọn đáp án D. 24 múi giờ Câu 16. Vào thời gian đầu đông nước ta chịu ảnh hưởng của khối khí A. Trí tuyến lục địa B. Ôn đới lục địa C. Địa cực lục địa D. Ôn đới Hải Dương Chọn đáp án B. Ôn đới Lục Địa Câu 17. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy A. Từ vĩ độ cao về vĩ độ thấp B. Từ vĩ độ thấp về vĩ độ cao C. Chấm Nam Bắc D. Bắc Nam Chọn đáp án B. Từ vĩ độ thấp về vĩ độ cao Câu 18. From ôn đới FP là from hình thành do sự tiếp xúc của hai khối khí A. Ôn đới và trí tuyến B. Ôn đới lục địa và ôn đới hải dương C. Địa cực và ôn đới D. Địa cực lục địa và địa cực hải dương Chọn đáp án A. Ôn đới và trí tuyến Câu 19. Quyển chứa toàn bộ sự sống của trái đất gọi là A. Thạch quyển B. Khí quyển C. Thổ nhưỡng quyển D. Sinh quyển Chọn đáp án D. Sinh quyển Câu 20. Giao động thủy chiều lớn nhất khi A. Mặt trăng Mặt trời Trái đất nằm trên cùng một mặt phẳng B. Mặt trăng Mặt trời Trái đất nằm thẳng hàng C. Bán cầu bắc ngã về phía mặt trời. D. Trái đất nằm ở vị trí gần mặt trời nhất. Chọn đáp án B. Mặt trăng, mặt trời, trái đất nằm thẳng hàng. Câu 21. Thủy triều lớn nhất khi nào? A. Trăng tròn hoặc không trăng. B. Trăng tròn. C. Không trăng. D. Trăng khuyết. Chọn đáp án A. Trăng tròn hoặc không trăng. Câu 22. Hướng thổi thường xuyên của gió Tây ôn đới ở hai bán cầu là A. Tây Nam ở cả một bán cầu. B Tây Bắc ở cả hai bán cầu. C Tây Bắc ở bán cầu Bắc và Tây Nam ở bán cầu Nam. D Tây Nam ở bán cầu Bắc và Tây Bắc ở bán cầu Nam. Chọn đáp án D. Tây Nam ở bán cầu Bắc và Tây Bắc ở bán cầu Nam. Câu 23. Khối khí trí tuyến lục địa được ký hiệu là ATM, BTC, CTC nhỏ, DTM. Chọn đáp án C, nhỏ. Câu 24. Trong số các nhân tố tự nhiên, Nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự phân bố của các thảm thực vật trên thế giới là A nguồn nước, B đất, C địa hình, D khí hậu. Chọn đáp án D, khí hậu. Câu 25, ở vùng ôn đới lạnh, sông thường bị lũ lụt vào lúc A mùa hạ là mùa mưa nhiều. B mùa thu là mùa bắt đầu có tuyết rơi. C mùa đông là mùa mưa nhiều. D mùa xuân là mùa tuyết tan. Chọn đáp án D, mùa xuân là mùa tuyết tan. Câu 26: Giới hạn phía trên của sinh quyền là a. Nơi tiếp giáp tầng ozone. b. Giới hạn trên tầng đối lưu. c. Nơi tiếp giáp tầng ion. d. Đỉnh Everest. Chọn đáp án a. Nơi tiếp giáp tầng ozone. Câu 27: Giới hạn dưới của sinh quyền là a. Giới hạn dưới của lớp vỏ trái đất. b. Độ sâu 11 km. c. Đáy đại dương ở đại dương và đáy của tầng phong hóa ở lục địa. d. Giới hạn dưới của vỏ lục địa. Chọn đáp án C. Đáy đại dương, ở đại dương và đáy của tầng phong hóa, ở lục địa. Câu 28. Nguyên nhân chủ yếu gây nên sóng thần là A. Động đất dưới đáy biển B. Núi lửa phun ngầm dưới đáy biển C. Bão lớn D. Gió mạnh Chọn đáp án A. Động đất dưới đáy biển Câu 29. Hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh mỗi năm chỉ một lần ở khu vực A. Nội trí tuyến B. Ngoại trí tuyến C. Trí tuyến Bắc và trí tuyến Nam. D. Cực Bắc và cực Nam. Chọn đáp án C. Trí tuyến Bắc và trí tuyến Nam. Câu 30. Bán cầu Nam nhận được nhiệt lượng của mặt trời nhiều nhất vào ngày. A. 21 tháng 3. B. 22 tháng 6. C. 23 tháng 9. D. 22 tháng 12. Chọn đáp án D. 22 tháng 12. Vấn đề mình chia sẽ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.